mau phải luôn. Xin chào anh em nha. Hôm nay mình chuẩn bị máy cho khách hàng, sẵn đây mình quay cho anh em đoạn video về máy rửa xe đất tông luôn. Đây anh em, đây là máy rửa xe phân khúc công nghiệp nha anh em. Đó, model là DKHPK2500. Thùng nó rất là lớn như thế này nha. Còn đây là con máy thực tế anh em đang cần sử dụng nè, màu xanh rất là đặc trưng của đất tông. Motor phía trong là lõi đồng hết. Đó. Kiểu anh hồng nè anh em. Rất là sáng nha anh em ha, có bánh xe. Đây tổng thể con máy anh em mình đang cần mua đây. Đó. Thì cái dòng này nó có 4 đầu bếp cho anh em, nó nằm trên cái dãy của máy hết luôn, giúp cho anh em mình tháo lắp nhanh hơn, đét tông. Anh em ha. Dòng này thì nó có khả năng là auto tự ngắt luôn. Ngắt luôn cho anh em ha. Đó. Dòng điện 220, motor 2500W nè anh em. Có thể điều chỉnh áp lực từ 30 tới 153. Lưu lượng nước là 15 lít trên 1 phút. Dòng này thì được bảo hành 6 tháng của đế tông anh em ha. Đây thông số của máy đây. Nằm ở đây. Đó, nhà máy thì sản xuất chắc chắn là nằm ở Trung Quốc rồi. Đế tông thì nó nằm ở Trung Quốc nha anh em. Khi mua thì anh em sẽ vào bên mình dán cái tem để anh em mình biết được cái số để mà liên hệ khi mà máy trục trặc hay là cần thêm máy hay là cần bảo hành bảo dưỡng gì đó. Hoặc là các thông tin máy đều được giữ lại hết. Đây. Mã của máy thì anh em mình sẽ có để trên máy luôn. Đây ạ, anh em thấy không? Còn ở phía piston thì anh em mình sẽ có 3 piston, nhưng mà được thiết kế là đúc đồng hết luôn nha anh em. Hàng của Metabo, cái những cái phụ kiện này của Metabo này anh em. Xài rất là ngon. Và nữa. Đồng hồ áp lực, chỉnh áp. Khả năng chỉnh áp là anh em nhẹ nhàng luôn. Đó. Ở đây thì anh em mình sẽ có một cái điểm lưu ý, đó chính là cái motor ở trong là bằng đồng 100% nha anh em. Bây giờ mình sẽ cho anh em biết thấy được một điểm lưu ý. Hộp điều khiển của máy nằm ở phía trong này anh em. Đó. Thì dòng này nó có một cái đờ le phía sau giúp cho máy khi mà hoạt động quá tải thì nó sẽ tự nhảy anh em ha. Anh em nhìn thấy rõ không ạ? Có lúc mà mình cần sử dụng hay là máy mà nó tự nhảy lên á, anh em mình có thể nhấn khởi động lại nha. Đây là cái điểm rất là lưu ý và rất là gọi là tốt của máy ha. Khi anh em mình mua thì về bên mình sẽ siết con ốc nhựa này lại để cho nhớt không chảy. Và đây là hệ thống đo lượng nhớt cho anh em để anh em mình có thể biết được khi nào mình cần thay nhớt ha. Và ốc này là ốc xả cho anh em để mở thay xả luôn. Đây là cái giúp cho mình cái này là cái thở của máy nha. Cho anh em xài thì nhớ lưu ý mở cái này ra thay thế nó vào. Nó có nút thở này. Đó, rất là xịn sò ha. Đây đờ len á. Rồi đi kèm theo máy thì nó có súng cho anh em như thế này. Súng này rất là xịn sò, rất là dày. Kèm theo đó chính là dây rửa 15m luôn. Đét tông 15m rất là xịn nha anh em. Rồi tặng kèm cho anh em thêm một bình bột tuyết 1 lít. Súng nối ngắn luôn cho anh em. Đó là nguyên trọ bộ của con máy nha. Đầy đủ như thế này là anh em mình đã xài được con máy rất là hiệu quả rồi. Đây là nguyên con máy. Giờ thì mình sẽ chuẩn bị khởi động máy để cho anh em xem khả năng làm việc của máy như thế nào ha. Trước khi mà khởi động máy thì mình sẽ cho đầu hút vào. Dây hút này thì nó dài tới 2m nha anh em. Là ống chống gập, chống gãy á. Đó, cho ngập nước. Giờ mình sẽ khởi động máy. Để mở nước lên anh. Đây, bây giờ là mình đang chờ
cùng với khách hàng trải nghiệm máy rửa xe đá tông. Còn 2.500 anh em. Bao khỏe luôn. Máy buông rất là khỏe anh em. Đây. Khi mà dùng để phun rửa xe là rất là ok. Đó. Đây là nếu mà phun rửa rong đều thì rất là khỏe nha anh em, không có lo đâu. Đó. Khách hàng trải nghiệm thì mua hàng bên máy móc Việt Nam thì là trải nghiệm trực tiếp chứ không có qua lời nói. Đó. Thì trải nghiệm của khách hàng khi mà mua hàng đó, thì người ta sẽ nhận được cái sự an tâm. Nên khi mà anh em mà mua hàng tại máy móc Việt Nam á là cứ an tâm nha, không phải lo. Đó, rất là nhiều khách hàng đã trải nghiệm tại máy móc Việt Nam rồi. Khi mua là phải trải nghiệm trực tiếp như thế này. Và anh em ở xa thì bên mình sẽ gửi video trực tiếp của những khách hàng đã mua rồi cho anh em xem. Rất là nhanh chóng, giúp cho người sử dụng cũng hài lòng nữa. Với mức giá chỉ có 5.900.000, anh em mình đã sở hữu một con máy rửa xe đã xong mà nó khỏe như thế này thì rất là khó nha. Rất là khó có trên thị trường. Rồi, khi mà mình muốn thay đổi cái đầu phun như thế nào cho nó phù hợp thì anh em mình có thể thay đổi cái đầu phun của máy theo như tùy thích. Đầu này là đầu 25 độ. Rồi 25 độ đầu xe rất là lớn thì nó vẫn đảm bảo được cái lực bắn ra cao và khỏe để đất đá gì hay là bụi bặm gì nó cũng vẫn ra bình thường nha anh em. Rồi ok đó, anh em nào có nhu cầu quan tâm thì cứ đến ngay trực tiếp với máy móc Việt Nam. Bên mình thì đầy đủ nha, hiện tại là vẫn trong mùa giãn cách nhưng mà bên mình ngay quốc lộ vẫn có thể mở cửa được, anh em không có lo. Đúng rồi, sau đó có độ xòe lớn hơn, hàng đáp và thử trực tiếp nha anh em. Tăng hết rồi anh. Giờ, đúng rồi anh, giờ anh có thể giảm được. Giờ nếu mà anh em muốn giảm thì có thể tùy giảm theo ý muốn. Đây. Đây mình khách hàng đang giảm cái công suất máy xuống nè anh em. Ok, với một con máy như thế này anh em chỉ có bỏ ra 5.900.000. Là có thể đầu tư ngay một con máy rửa xe 2.500W của Đế Tông này nha anh em ha, phân khúc máy lớn đó. Với giá bán hiện tại thì nó rất là hợp lý và cũng dễ mua đầu tư cho anh em. Nếu anh em có nhu cầu quan tâm thì cứ việc liên hệ trực tiếp với số điện thoại phía trên hoặc để lại comment là bên mình sẽ liên hệ trực tiếp cho anh em nha. Cảm ơn anh em đã tin tưởng và sử dụng các dòng máy của mình ạ. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ kênh thêm phát triển nha anh em ha. Chào anh em và hẹn mọi người ở tại địa chỉ bên mình nha. Cảm ơn anh em ạ.